sống ở nước ngoài, đặc biệt là ở một quốc gia như Mỹ, thường được lãng mạn hóa bởi nhiều người ở Việt Nam. Hình ảnh Việt Kiều sống cuộc sống giàu sang, thành đạt và thịnh vượng là một niềm tin phổ biến. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng đó là một thực tế khắc nghiệt mà nhiều người không nhìn thấy hoặc không hiểu. Sự thật là, cuộc sống của Việt Kiều có thể vô cùng cô đơn và đầy thử thách, với những khó khăn mà thường không được nhận ra bởi những người còn ở lại Việt Nam. Đối với nhiều Việt Kiều, giấc mơ tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nước ngoài gặp phải những thực tế khắc nghiệt của việc sống ở một đất nước xa lạ. Sự phấn khích ban đầu của việc chuyển đến một đất nước mới nhanh chóng bị thay thế bởi những khó khăn trong việc thích nghi với văn hóa mới, rào cản ngôn ngữ và áp lực bắt đầu lại từ đầu. Giấc mơ Mỹ, vốn hứa hẹn thành công cho tất cả những ai làm việc chăm chỉ, không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mong đợi. Thay vào đó, nhiều người rơi vào vòng luẩn quẩn của những công việc lương thấp, giờ làm việc dài và sự bất ổn tài chính. Một trong những thử thách lớn nhất mà nhiều Việt Kiều phải đối mặt là sự cô đơn. Sống ở một đất nước xa lạ thường đồng nghĩa với việc phải sống xa gia đình và bạn bè. Mạng lưới hỗ trợ mà trước đây họ coi là điều hiển nhiên ở Việt Nam giờ không còn nữa, khiến nhiều người phải đối mặt với những phức tạp của cuộc sống một mình. Sự cô đơn này đặc biệt khó khăn đối với những người cao tuổi, những người phải dành những năm tháng nghỉ hưu của mình trong cô đơn, xa rời những tiện nghi quen thuộc của quê nhà. Áp lực để thành công ở Mỹ là rất lớn và nỗi sợ thất bại còn lớn hơn. Đối với nhiều Việt Kiều, ý nghĩ trở về Việt Nam mà không đạt được thành công như họ đã từng mơ ước là không thể chịu đựng nổi. Sự kỳ thị của việc về tay không quá lớn để có thể đối mặt và do đó họ ở lại Mỹ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chịu đựng một cuộc sống khó khăn và cô đơn. Họ không thể chịu đựng nỗi nhục nhã của việc trở về quê hương mà không có tài sản hoặc địa vị như mong đợi. Những khó khăn tài chính của Việt Kiều thường được giấu kín. Chi phí sinh hoạt cao ở Mỹ có nghĩa là nhiều người phải sống dựa vào lương tháng này qua tháng khác, với rất ít hoặc không có tiết kiệm. Giấc mơ sở hữu một căn nhà, vốn được coi là biểu tượng của sự thành công ở Việt Nam, nằm ngoài tầm với của nhiều người. Những người có thể mua được nhà thường thấy mình bị gánh nặng với khoản thế chấp kéo dài hàng thập kỷ, để lại rất ít thu nhập khả dụng. Khái niệm an cư lạc nghiệp rất sâu sắc trong văn hóa Việt Nam. Đối với nhiều Việt Kiều, điều này có nghĩa là mua một ngôi nhà và thiết lập một cuộc sống ổn định ở Mỹ. Tuy nhiên, thực tế là ngay cả sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, sự an toàn tài chính vẫn là điều xa vời đối với nhiều người. Áp lực phải gửi tiền về gia đình ở Việt Nam chỉ làm tăng thêm gánh nặng tài chính, khiến nhiều người cảm thấy bị mắc kẹt và quá tải. Sự cô lập xã hội mà nhiều Việt Kiều trải qua trở nên tồi tệ hơn bởi sự khác biệt văn hóa giữa Mỹ và Việt Nam. Những giá trị và truyền thống từng mang lại cảm giác về bản sắc và sự gắn kết ở Việt Nam thường bị mất đi trong sự hòa tan của xã hội Mỹ. Cuộc đấu tranh để duy trì kết nối với cội nguồn trong khi thích nghi với một nền văn hóa mới có thể rất mệt mỏi, dẫn đến cảm giác bị phân tán và xa lạ. Đối với những người cao tuổi, những thách thức của cuộc sống ở Mỹ đặc biệt đáng sợ. Nhiều người thấy mình không còn khả năng làm việc, nhưng lại không có đủ tiết kiệm để nghỉ hưu thoải mái. Viễn cảnh phải trải qua những năm tháng cuối đời trong một viện dưỡng lão, xa rời sự ấm áp của gia đình là một thực tế mà nhiều Việt Kiều phải đối mặt. Giấc mơ trở về Việt Nam để tận hưởng những năm tháng hưu trí thường chỉ là một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Nỗi sợ thất bại và nỗi nhục nhã vì không đáp ứng được kỳ vọng của những người ở nhà ngăn cản nhiều Việt Kiều trở về Việt Nam. Ý tưởng về việc trở về và đối mặt với sự phán xét của gia đình và bạn bè là quá sức chịu đựng. Thay vào đó, họ tiếp tục sống ở Mỹ, chịu đựng một cuộc sống đầy khó khăn và cô đơn, không có lối thoát. Thực tế của cuộc sống Việt Kiều rất khác xa so với hình ảnh hào nhoáng thường được miêu tả. Những khó khăn mà nhiều người phải đối mặt là có thật và sâu sắc, và chúng thường bị che giấu khỏi tầm nhìn. Sự cô đơn, khó khăn tài chính và sự cô lập xã hội mà nhiều Việt Kiều trải qua là một thực tế hoàn toàn trái ngược với cuộc sống thành công và thịnh vượng mà họ từng mơ ước. Đối với những người có thể trở về Việt Nam, trải nghiệm thường là một sự pha trộn giữa niềm vui và nỗi buồn. Niềm vui khi trở về quê hương được pha trộn với sự nhận ra rằng họ không còn là người mà họ từng là. Những năm tháng sống ở nước ngoài đã thay đổi họ và sự kết nối với cội nguồn đã bị suy yếu. Cảm giác thuộc về nơi mà họ từng cảm nhận ở Việt Nam không còn nữa, khiến họ cảm thấy như một người xa lạ ở chính quê hương mình. Những khó khăn của Việt Kiều là lời nhắc nhở rằng cỏ không phải lúc nào cũng xanh hơn ở phía bên kia. Giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nước ngoài thường gặp phải những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống ở một đất nước xa lạ. Những khó khăn mà nhiều Việt Kiều trải qua là minh chứng cho những thách thức của việc bắt đầu lại ở một quốc gia mới. Một thực tế đáng buồn mà ít ai dám nói ra là có rất nhiều Việt Kiều ở Mỹ sống trong cảnh nghèo khó, thậm chí nghèo hơn cả những người thân của họ ở Việt Nam. Với mức thu nhập thấp và chi phí sinh hoạt cao, nhiều người không thể dành dụm đủ tiền để sống thoải mái. Họ phải làm việc cật lực để chỉ đủ trang trải cuộc sống cơ bản, không có đủ điều kiện để tích lũy hay đầu tư vào tương lai.
những giấc mơ về một cuộc sống sung túc ở nước ngoài nhanh chóng tan vỡ khi đối mặt với những khó khăn thực tế. Sự thật là, không phải ai cũng có thể thành công ở nước ngoài và nhiều người đã thất bại trong việc hiện thực hóa giấc mơ Mỹ của mình. Cuối cùng, quyết định ở lại nước ngoài hay trở về Việt Nam là một quyết định cá nhân sâu sắc. Đối với nhiều người, nỗi sợ thất bại và nỗi nhục nhã vì không đáp ứng được kỳ vọng ngăn cản họ trở về quê hương. Đối với những người khác, giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nước ngoài đáng giá với những khó khăn và hy sinh đi kèm với nó. Thực tế là cuộc sống của Việt Kiều không hề dễ dàng. Đó là một cuộc sống đầy thử thách, hy sinh và khó khăn. Nhưng nó cũng là một cuộc sống của sự kiên trì, quyết tâm và sức mạnh. Những khó khăn mà nhiều Việt Kiều trải qua là minh chứng cho lòng dũng cảm và sự kiên trì của họ trước nghịch cảnh. Khi ngày càng nhiều người Việt Nam di cư ra nước ngoài để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, điều quan trọng là phải nhớ rằng hành trình không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Những khó khăn mà nhiều Việt Kiều phải đối mặt là có thật và sâu sắc, và chúng xứng đáng được thừa nhận và thấu hiểu. Giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nước ngoài là một giấc mơ mạnh mẽ, nhưng nó không phải không có những thử thách. Cuộc sống của một Việt Kiều là một cuộc sống đầy sự đối lập. Đó là một cuộc sống đầy niềm vui và nỗi buồn, thành công và thất bại, hy vọng và tuyệt vọng. Những khó khăn mà nhiều người phải đối mặt là lời nhắc nhở rằng hành trình đến một cuộc sống tốt đẹp hơn không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó là một hành trình đáng giá. Dù họ chọn ở lại nước ngoài hay trở về Việt Nam, Việt Kiều là minh chứng cho sự kiên trì và sức mạnh của con người.